Vâng, ta sẽ đến với trận chung kết trong cuộc đối đấu giữa team Hải Phòng 3 và team Thanh Hóa 281. Đây là Asidian trong tay anh Hoàng Đạo. Vâng, trận chung kết và đây là trận đấu cuối cùng trong cuộc đối đấu này rồi. Vâng, tỷ số 3 đều phải nói là cực kỳ cân kèo cân sức, rất căng thẳng giữa cả bốn game thủ. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết. Một bãi quả 2, 4, 6, 7 cây và đóng phát vào giữa luôn. Bọp, vâng đúng rồi, quả 7 cho anh Hoàng Đạo. Và trận này chúng ta cũng chờ xem tình hình sẽ như thế nào. Hai trận vừa rồi mình quay team nào team đó thắng. Vâng, gỗ đầu gần, quả đầu 7 như cầm AC. Quan trọng là đồ ăn và thế nhà như thế nào nữa. Đồng đội ra làm sao, có ổn hay không. Chúng ta cũng chờ đợi. Trận chung kết trong vòng thi đấu tứ kết rất cạn. Vâng, như vậy đi dò đầu tiên dành cho người cầm Asidian. Ơ, quả phụ luôn. Ưng quá nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5 cây. Khá quá. Rồi, gỗ đầu gần, đang đi dò tìm thêm đồ ăn. Có voi luôn, dừng thấy rồi, dừng ra. Ây da. Vâng, bầy hiệu đầu ở đây, 5 con. Vâng, câu voi về thôi. Vâng, ba voi hiệu đầu quả phụ. Ngon đấy. Đưa voi về thôi. Vâng, dương quay nhà là ok. Và đây chiếc BS đầu dành cho anh. Trận chung kết trong cuộc đấu này. Vâng, soi tham lại đã. Vâng, như vậy là 18 dân đến từ anh Trần Thành. Tôi bảo rồi, phụ thuộc nhiều vào đồng đội lắm. Không chết dân thì sao anh lại chậm hai dân như thế này. Câu voi về thôi. Ba voi về nhà chính và đây là bãi quả phụ dành cho anh. Bởi hiệu đầu thì ở đây tí đã đóng hết nhận đôi ăn được. Vâng, anh Trần Thành anh ấy đã 22 dân thế này. Ôi rồi ôi, 23 dân. Chậm 2 dân đến từ anh Trần Thành. Vâng, trận chung kết liệu có nghiệt ngã. Vâng, bãi quả phụ được khai thác đây và anh cắt dân ra để ăn thêm bầy hiệu nữa. Vâng, sao bài anh Trần Thành lại xấu lên vậy? Lý do. Vâng, xả thịt bầy hiêu thôi. Bầy hiêu có 6 con. Con hiêu này nhảy rất là xa và thêm chiếc nhà bé nữa ăn cái gỗ gà hiêu. Căng thẳng ở trận thi đấu chung kết này. Con voi này hơi lỗ một chút xíu. Thế nhà này thì bo bế như thế nào? Cơ cấu ra làm sao? Vâng, BB đóng đây không? BA đóng mặt này. Có đóng đây. BA đóng đây luôn. Hay trên này. Sexy hay là như thế nào? Nếu là mình thì sẽ bo BB ở đây này. Chỗ này chắc chắn kín hay chưa này, nếu chưa kín thì BM này. Còn nếu kín rồi thì vẽ rộng tròn này, BA đóng ở đây luôn. Hoặc trên dốc này, tự tin luôn. Sexy luôn. Đánh cho nó gấu, lên đời rồi. Và BB đã đóng xong. Đấy, BA đóng luôn đây. Về BM. Khung 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 ở đây thôi.
Vâng, bo bế nhà cửa với những chiếc nhà bê và thêm một chiếc nhà bê để ăn gỗ. Đây nữa là ba bê ăn gỗ rồi, vẫn còn lực từ bãi quả trên mặt 12 giờ. Chúng ta xoay tham 26 dân lên đời rồi. Vâng, 27 dân đến Phạm Đức Anh, 25 dân đến anh Trần Thành, còn anh Vũ Khắc Hoàn là người đánh 26 dân đi dâng lờ. Không ai chết dân trận này. Không, vâng, như vậy đâu bạn lên đời cũng muộn đấy chứ. Bạn 26 27 dân đánh nhiều dân nên lên đời cũng khá là muộn. Đấy, cũng chờ xem. Vâng, còn cả bãi quả phụ ở đây nữa, thơm thế. Vâng, chặt gỗ thì chắc là nên nâng hết rồi. Vâng, như vậy nhập cái BE à? Hay là kén móng gỗ đây? Vâng, đang xóa ruộng tại BG. Vâng, lên đời xong, nâng cấp bánh xe, tăng A. Xong dần không anh? Vâng, sau được một nông dân lực hơi yếu. Vâng, như vậy là một mình anh lên đời trong trận đấu này, còn ba game thủ khác vẫn chưa lên đời. Vâng, vẫn chưa ai lên, dân được xin ra rồi vẫn chưa ai lên nữa kìa. Đối bạn lên đời muộn thế à? Tầm này lên rồi chứ. Vâng, như vậy là bên mình lên đời sớm hơn đấy. Anh Đức cầm AC lên đời, còn anh Hoàn lại chưa lên đời kìa. 4 BA rồi. Và trận chung kết bốn cái ruộng ở nhà chính, bốn cái ruộng phụ đây là 8 cái. Và đang ăn quả ở đây, cũng một bãi quả nếu thể ăn hoàn nếu cần, và đang ăn hiêu. Và 9 cái ruộng rồi, 10 cái rồi. Với 10 cái ruộng này thì 4 BA sẽ bắt đều dành cho cái cặp AC đi ăn. Vâng, đang rất căng trận chung kết ở cuối đầu trong vòng thi đấu tứ kết giải đấu AOE doanh nghiệp Game Developers 2019 Hải Phòng 3 và Thanh Hóa 281. Đang cực kỳ căng. Vâng, tên đầu ra là bốn con, một con ra hơi muộn, đợi ra đã. Vâng, hiệu đầu anh nằm đây, vâng, ba sĩ tử trước cửa, may một chết dân. Một con ra muộn thế. Đẩy tên đầu đi thì sư tử của nhông xích. Vâng, chỉ số kin à. Vâng, như vậy là anh Trần Thành đã kin được 5 đơn vị, là này dấu hiệu tươi mới luôn. Kin 5 đơn vị của anh Vũ Khắc Hoàn luôn. Vâng, đây rồi, bán hoàn đối phương đã bị phát hiện. Đây là chém của anh Trần Thành, tìm bãi vàng đối phương bắn ngay tên đầu. Vâng, cũng đặt tính bên kia thì anh Phạm Đức Anh hay đánh thủ nên cứ tìm bãi vàng người cầm BA bắn luôn tên đầu đó. Rồi cứ dí thẳng vào BA bắn ngay, xin lỗi, dí thẳng vào bãi vàng bắn ngay tên đầu các bạn. Xoắn thôi, xoắn quẩy, xoắn xít tít mù. Vâng, tham lai. Vâng, như vậy là kill được 5 nhưng anh Hoàn kill được 7 rồi đấy, căng phết. Vâng, đây này, nông dân lội bạn này, bắn đi anh ơi, bắn đi kìa. Tham lai 43/52. Vâng, dưới này có bãi quả nữa, đã bị chém rồi, đã bị chém rồi. Ơ, có khoanh ruộng cái gì thế này này. Tham lai ở số là 43/56, đẩy một tơn đi thôi, còn những tơn còn lại sẽ đứng kê. Và cũng có giáp chưa, có giáp 2 rồi, trận chung kết nên phải hết sức tập trung và cẩn thận. Đây chỉ là một chiếc SH mà thôi, một con xe giò thôi. Và đang đẩy lên trước cửa nhà của anh Hoàn. Và đây cũng là màu 8 cho tay anh Phạm Anh Đức. 2, 4, 7 con. Chết ngay một cung R. Vâng, chạy ra giữa bản đồ tìm dân ăn hoàn đối phương này ạ. Vâng, ở nhà có gì màu năm đây. Vâng, lên tận đây ăn vàng. Rồi điều mình thế nhỉ. Năm nay đang ở con số là 53/68. Vâng, một trận đấu đang rất căng. Cung R của anh thì đang đốt BS đối phương. Tham lai. Vâng, 35 dân so với 36 dân. Vâng, chỉ số kin thì không có nhiều khác biệt cho lắm. Tham lai cân chặt. Và không thấy đối phương ăn vả nữa. Lao vào trong mặt 9 giờ tí không anh? Còn lượn lờ đá lìa đá tí vào mặt 9 giờ. Ủa. Đúng thế. Rất đông chém ở đây. Vâng, chém 2 thôi nhưng cảm giác đông thế. Vâng, lao vào mặt 9 giờ để tìm thì không thấy đâu. Không có gì trong này rồi, bởi vì nếu có thì bạn ăn đôi voi bảy hiểu đây. 9 giờ không có hàng. Vâng, như ở nhà đang bị màu 8 lao lên, màu 2 chú ý. Vâng, ăn được 4 cung R đối phương. Vâng, cẩn thận thủng rừng anh ạ. Ô thôi xong rồi. Vậy anh nhanh tay. Và đối phương nào mà chạy ra. Cung R đứng lại và lấp lỗ trong mai đi, anh bắt chém của anh Vũ Khắc Hoàn. Và tay một chém bên trong không đáng ngại, phải bắt tân chém to bên ngoài này cả. Vâng, có một con chém trong nhà. Timeline là 66/92. Vâng, soi timeline 39 với 41 dân, anh Phạm Anh Đức đang nhiều dân hơn.
tham lai vẫn đang cần. Đến thời điểm này tham lai vẫn đang cần. Còn đập chết con chém này và không mất con nông dân nào, tuyệt vời. Vâng, màu 2 anh Trần Thành bắt đầu bóp lại rồi đấy. Và anh kinh được 7 rồi, đội bạn kinh tổng được 17 rồi, trong đó bên mình kinh tổng được 12. Đằng kia chém con rồi, đây kìa anh ơi. Vâng, đẩy quân đi nhưng chứ phải nhìn bản đồ con, thế mới khổ. Vâng, nếu màu 8 đi quân thì đồng đội sẽ báo cho anh ngay. Và anh đang có một tên đứng quân mặt trận bên này. Vì lo sợ màu 8 anh Phạm Anh Đức đi vào và móc máy nếu như biết rằng anh đi quân. Vâng, nhưng ít ra anh cũng phải đưa một tên quân đi quản đối phương và anh lao thẳng đến 12 giờ để quản luôn. Tham lai 78 trên 104, một thế trận phát triển lâu dài đây. 4 nhà BA, 5 nhà BA rồi. Vâng, cơ cấu nhà cửa và dò sau mông nhà đồng đội của mình. Vâng, thấy đồng đội đang ăn bãi quả. Vâng, soi thám tiếp. 46 và 43 dần. Vâng, kin đội bạn là 26, trong đó kin bên này 85 là bao nhiêu? 85 là 13 rồi. Và tham lai bạn bắt đầu đè lên. Càng rồi. Sắp mấy bản đồ đang bị đục vào, xém của anh Vũ Khang Hoàng đang có trận này là khá đông. Và cần phải vậy, bắt hết tên này anh ơi, đuổi theo. Và như vậy anh không đuổi theo. Ê, dân dâng lờ đội bạn hai con, thì làm tạm hai bé vậy. Xích tạm hai cháu đã. Đây này, chém đang chạy mặt trên này. Vâng, 86 trên 112. Tăng liên tiếp 2 nhà BA. 49 dần rồi anh Phạm Anh Đức rồi. Xong dần nhanh thế nhở. Vâng, mặt trong này liệu có tên ăn hoang nào không? Vâng, vừa tên đồ ăn phải e kìa. Đứng hết cùng rồi trên dốc thôi. Chưa có BC để bung vào góc 9 giờ phát triển. Vâng, tham lai gần 1 lít. Vâng, bắt đầu đưa cùng rồi đi rồi. Vâng, nếu như phát triển như thế này thì anh Phạm Anh Đức đang đông dân hơn đấy. Vâng, tham lai được bạn đang đè. Khi mà anh Vũ Khắc Hoàng còn tham, còn anh Trần Thành thì không còn nhiều tham nữa. Vâng, nếu can ấy về lâu về dài thì sẽ là một kết cục khó dành cho team Thanh Hóa 281. Vâng, chém rồi bạn, tôi vừa thấy một đám to đây này. Cả dân ăn vàng ở giữa bản đồ luôn. Bây giờ đi ra ngoài nhà đàn chém lên đập vào nhà thì đúng là nát gao. Bây giờ mới đây cũng vừa ra ngoài nhà đàn chém ấp vào nhà là đúng là đau đầu. Đau đầu luôn. Vâng, đang muốn đi quân đánh màu 8. Bây giờ anh mới bắt đầu lao vào nhà màu 8 khi nhà đối phương trong góc 3 giờ. Vâng, chưa nhìn thấy gì đây này. Tham lai lead 1 dành cho GM Sirian, anh Hoàng Đạo. Và đây là bãi gỗ dành cho anh Phạm Anh Đức và cả BA đối phương ở đây nữa. Ở nhà bị đục rồi, anh đang vậy như tân quân đi này thì lại hơi lỗi. Vâng, anh tràn thẳng vào nhà đối phương đi qua con dốc và lao lại đứng im rồi. Và đây là ruộng của đội bạn. Vâng, phải chém lên dốc ngay, dường như đội bạn cũng đang đi ốp nhà anh ở nhà kìa, mất ruộng anh ơi. Vâng, tham lai đang 112, 114. Vâng, quân đội bạn là rất đông, đang kéo về ô thứ 6 rồi. Và tên đi quân hơi lỗi dành cho anh Hoàng Đạo. Và tên này không chạy nhanh của đứt xích. Vâng, ở nhà bị ngoáy rồi. Hảo ơi, chém quá đông dành cho anh Vũ Khắc Hoàn. Trận chung kết và anh Hoàn đang có một lượng chém là cực kỳ đông. Trong đó anh Đức thì cũng đang có số lượng quân là quá đông để có thể bắt quân của anh Hoàng Đạo nữa. Bây giờ chém sẽ lao vào áp sát cho con cung R này. Nhưng con cung R mặc dù đã là giáp 4, nhưng chém cũng đã là chém 4 và chẳng có lý do gì bây nhiêu chém lại xoắn con cung R ấy gì ăn cả. Thì anh đẩy một tên quân đại quân của mình đi. Vâng, anh em bắn lại nhà người cầm Mia nhưng mà chưa bắn được. Màu 2 hồi lại tới đây chắc cũng đã bị đứt xích. Và khả năng cao thì cặp đôi đến từ team AB Hải Phòng 3. Vâng, anh Phạm Anh Đức và anh Vũ Khắc Hoàn sẽ góp mặt trong vòng thiếu bán kết của giải đấu AB Doanh nghiệp Game TV Plus 2019. Nhìn qua thế trận này tôi cảm thấy đang rất là Sami Khedira. Màu 8 sẽ dồn lên luôn nhà của anh Hoàng Đạo thôi. Vâng, ruộng vẫn còn, gỗ vẫn còn, vẫn sắp được quân. Nhưng bây giờ đội bạn ốp lên khi mà lượng quân của anh vừa bị chém lao vào chém một tên khá đau. Thì anh sẽ lấy gì để đỡ? Vâng, kéo quân về để đỡ nhà. Đội bạn 54 dân của anh là 49. Và tham lai đội bạn càng đánh càng đè. Kin 43 và 36 cho kin 40 và 10. Một trận đấu rất phế dành cho anh Trần Thành. Khi anh chỉ kin được 10 mà thôi. Oh.
Vâng, đội bạn lại muốn lao vào nhà của anh. Đây, mặt này lại hở rồi, hiểu hở. 4 con chém trong nhà. Và 10 con chém bọc máy vãi gỗ. Và màu 8 bắt đầu dồn lên một đại quân to. Ôi, rất đông quân dành cho game thủ Phạm Anh Đức đang trèo lên con dốc và phá vẩy e của đối phương để bắt cung lở của anh. Timeline chỉ là 98/128, nhưng không có sự xuất hiện của anh Trần Thành ở đây. Tôi không thấy anh Trần Thành xuất hiện ở đây. Và trong nhà thì chém đội bạn lao và phang thẳng cung lở của anh. Và đầu mặt trước cửa nhà thì cung lở màu 8 trong tay game thủ Phạm Anh Đức đang dồn lên và đang quay cung lở của anh lại thêm một cục để có thể bắn một cách nhanh hơn. Đội bạn đang vẩy e và lượng quân đội bạn đang có là quá đông. Vâng, anh Hoàn còn đang đẩy thêm quân lên với những con chém của Yamato, và bây giờ thì mình nghĩ là rất khó dành cho anh Hoàng Đạo để đỡ nhà tên này nữa rồi. Vâng, bắt đầu chạy nhà. Bắt đầu chạy nhà với bài cầm Mercedes. Và đối phương sẽ chém hết dân làm ruộng của anh, chém các kiểu, chém cả cung R, bắn cung R, bắn ruộng các thứ. Và mất nhà thì khó quá rồi. Tỷ số thì là 4-3 dành cho cặp đôi đến từ team AOE Hải Phòng 3, và xin chúc mừng các fan hâm mộ của team AOE Hải Phòng. Vòng bán kết của giải đấu AOE doanh nghiệp Game TV Plus 2019, một thế trận quá khoai khi mà anh Vũ Quang Hoàn cũng lượng chém là cực kỳ đông, một toàn chém 4 vào phàng cũng vừa màu 8 cũng đông nữa. Vâng, 54/49 dần và đi ốp thảm lại càng đánh càng đè thôi, rất khó dành cho cặp đôi của anh Trần Thành và anh Hoàng Đạo. Dần của anh bây giờ hết thực rồi, 1200 gỗ nhưng không có tí thực nào, đó mới là vấn đề của anh. Vâng, đó mới là vấn đề. Đó, anh đang làm gì? Và như vậy anh Trần Thành đã quyết định resign. Và như vậy là xin chúc mừng cặp đôi đến từ team AOE Hải Phòng 3 và buổi tường thuật trực tiếp giải đấu AOE Game TV Plus doanh nghiệp của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào và gặp lại anh em, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin chào và gặp lại tất cả mọi người. Và xin chúc mừng team Hải Phòng 3 với cặp đôi Phạm Anh Đức và Vũ Khắc Hoàn. Xin chào và gặp lại mọi người nha.